Rồi, xin chào quý vị và bạn trở lại với uh, channel Hùng Xe ơi Ở Tháng Âu là một thời điểm mà Khi chúng ta mua bất kỳ cái mẫu xe gì Thì uh, giá cả khuyến mại sẽ tốt nhất trong năm Tuy nhiên thì uh, với tình cảnh dịch bệnh mà Khan hiếm về chip linh kiện sản xuất như này Thì uh, những cái đầu xe như là lát ra trong nước ấy, Chúng ta sẽ có một cái nguồn cung tốt hơn so với những đầu xe nhập khẩu uh, Trong cái video này thì uh, em cũng gửi đến quý anh chị các bạn Giá bán khuyến mại của uh, dòng xe Honda CRV tại thị trường Bắc ninh, Bắc Giang. Hai thị trường này thì cũng khá là gần nhau và gần như là cũng sẽ chung một cái chủ để bán xe thôi. OK, thì Honda CRV có 3 phiên bản chính đang bày bán rẻ nhất là 1.5e 998 triệu, bản trung bình CRVG là 1 tỷ 048 và bản CRV cao cấp nhất là CRV L 1 tỷ 118 triệu. Ở giá trên là giá niêm yết nhé à, lăn bánh thì chúng ta sẽ mất 10% thuế trước bạ tức là khoảng loanh quanh hơn 100 triệu một chút và khoảng 57 triệu tiền chi phí đăng ký đăng kiểm ở à, chương trình khuyến mại trong tháng 7 này thì à, áp dụng cho hai phiên bản cao cấp thì à, hiện nay chương trình khuyến mại đang tổng giá trị chào là khoảng 200 triệu à, các bác lưu ý giúp em là 200 triệu này thì thường thì bên em sẽ bán là 100 một trăm thuế trước bạ tức là dao động vào khoảng 115 đến 118 triệu tiền mặt giảm giá và chúng ta sẽ lựa chọn thêm khoảng tầm 75 đến 80 triệu tiền phụ kiện theo xe thì thật ra thì cái mức quy đổi này nó cũng đang khá là sát với chính sách rồi và khi mà chúng ta mua về cái mức giá đấy thì chúng ta lăn bánh gần như chỉ bằng giá niêm yết thôi và chiếc xe sẽ được đảm bảo đầy đủ những cái phụ kiện theo xe một số cái phụ kiện là chúng ta hay lựa chọn với Honda CRV thì ngoài dán kính chảy sàn các hành trình thì lưu ý thì các bác em tư vấn là các bác nên chọn bậc bước chân lên xuống và cảm biến áp suất lốp đó tức là cái giá lăn bánh hiện nay chúng ta sẽ gần như là bằng giá niêm yết cho hai phiên bản cao cấp nhất và ngoài ra xe nó trang bị thêm gần như là full 100% phụ kiện thì thật sự là 80 triệu phụ kiện thì lắp đến chắc chả thiếu cái gì cả đó quý à, khách hàng có nhu cầu tìm hiểu mua xe này tư vấn sản phẩm này hay lái thử thì bên em có đầy đủ xe để lái thử nhé bắc ninh bắc giang lạng sơn hải dương là bốn thị trường tỉnh lớn mà bên em hay cung cấp sản phẩm và bán xe tuy nhiên thì hiện nay do dịch bệnh và hạn chế đi lại rất mong chúng ta đảm bảo cái ý thức chống dịch và mua xe có thể mua xe online một cách hợp lý nhất đó cân đối về tiền mặt và phụ kiện thì các bác cứ alo giúp em nhé rồi à, báo giá nhanh thôi vì thật sự là để đi quay và có một cái ekip chuẩn trong cái mùa dịch bệnh rất là khó à, mong các bác thông cảm và cũng không muốn bỏ lỡ cái cập nhật khuyến mại cho các anh chị đang có nhu cầu tìm mua xe rồi xin chào và hẹn gặp lại trong những cái video tiếp theo